哎，今天笑笑不上班吗？不知道哎。今天笑笑没上班。你吃了吗？还没吃。吃这个吧。不吃。Xiao Xiao又来了. Xin chào tất cả các bạn, lại là cô Tiếu đây. Thông qua tình huống vừa rồi, chúng mình có thể thấy để nói phủ định trong tiếng Trung, chúng ta có thể dùng phủ hoặc là mấy. Tuy nhiên, hai từ này lại có những cách dùng khác nhau. Vậy thì ngày hôm nay các bạn hãy cùng cô đi tìm hiểu kỹ hơn về cách dùng của hai từ này nhé. Đầu tiên, về điểm giống nhau thì phủ và mấy đều có thể đứng trước động từ hoặc tính từ để phủ định cái tính chất hoặc là trạng thái. Và chúng ta đều dịch là không, đúng không? Ví dụ, 昨天我不上班，昨天我没上班，我不瘦，我没瘦。Vậy còn điểm khác nhau thì sao? Trường hợp đầu tiên, đi phủ phủ định động từ thì thường sẽ đang diễn tả những hành động ở trong quá khứ, hiện tại và tương lai, hoặc phủ sẽ phủ định hành vi, thói quen. Ví dụ, 玄英道垂之垂之啊啊啊啊垂之不上课垂之不上课喂什么事老板我生病了明天我不上班明天我不上班我不喝酒我不喝酒Còn mấy khi phủ định động từ thì nó sẽ phủ định những hành động ở trong quá khứ. Ví dụ, 昨天我没上班. Vậy thì đến đây chắc hẳn có một số bạn sẽ thắc mắc là phủ và mấy đều đang phủ định hành động ở trong quá khứ. Vậy thì nó khác gì nhau, đúng không? Khi phủ phủ định động từ ở trong quá khứ thì nó sẽ mang sắc thái chủ quan. Có nghĩa là gì? Tôi đã không làm gì đó và đó là chủ đích của tôi không muốn làm điều đó. Còn mấy phủ định động từ trong quá khứ thì sẽ mang sắc thái khách quan. Tôi đã không làm gì đó và tôi chỉ đang kể lại, trần thuật lại cho bạn biết thôi. Trường hợp số 2, phủ và mấy khi phủ định tính từ. Phủ có thể đặt trước đa số các tính từ để phủ định tính chất hoặc trạng thái của sự vật, sự việc. Có nghĩa là sự vật, sự việc này không có tính chất đó. Ví dụ, 这件衣服不好看。这件衣服不好看。你男朋友不帅。你男朋友不帅。Còn mấy chỉ có thể đặt trước một số tính từ, ví dụ như lão, phăng, sụ để phủ định sự thay đổi của trạng thái. Ví dụ, của mấy lão có nghĩa là gì? Tôi không hề già đi, tôi không hề thay đổi cái sự già của mình, đúng không? Ngoài ra, khi phủ định sự thì chúng mình chỉ có thể dùng phủ, và khi phủ định yếu thì chúng ta chỉ có thể dùng mấy. Ví dụ, 你是中国人吗? 我不是中国人。我不是中国人。你是老师吗？我不是老师。我不是老师。我没有钱。我没有钱。我没有男朋友。我没有男朋友。Đến đây thì các bạn đã phân biệt được cách dùng của hai từ phủ và mấy chưa? Ở cuối video, cô Tiếu có để một bài tập nho nhỏ để cho các bạn thực hành. Các bạn nhớ làm và comment đáp án xuống bên dưới để cho cô Tiếu check nhá. Và các bạn đừng quên like, share video này và subscribe kênh Tiếng Trung Alpha để theo dõi nhiều video bổ ích hơn nữa nhá. Còn bây giờ thì bye bye!
Thank you.